Việt Nam International Fashion Week 2015, Tiền mang đến bộ sưu tập nam mang tên là Uniform với phong cách rất là trẻ trung và năng động. Bộ sưu tập mang đến một cái thành công rất là nhất định và Tiền cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều này. Khi đến với Việt Nam International Fashion Week Spring Summer 2016, Tiền mang đến bộ sưu tập dành cho nữ giới với phong cách rất là nhẹ nhàng và tinh tế. Trái ngược với bộ sưu tập Uniform về những gam màu rất là cơ bản thì lần này Tiền muốn trải nghiệm mình mới hơn với những gam màu tươi sáng hơn vì là xuân hè cho nên Tiền đã chọn những gam màu rất là sặc sỡ. Đặc biệt lần này Tiền muốn nhấn mạnh vào những form dáng và chất liệu mang tính ứng dụng rất là cao như là organza, taffeta, lụa và tơ tằm. Hiện tại Tiền đang rất là tất bật chuẩn bị cho buổi sưu tập lần này, hy vọng mọi người sẽ đón cho buổi sưu tập lần này của Tiền.